Cái này là mình phải hái buổi sớm phải em? Hái chè buổi sớm à? Thế cây chè này là trồng bao lâu rồi? À em làm luôn. À kia là ông xã. À đây. Thế cái chè này xong rồi mình sao là cả lá này thì nó cuộn lại thành một cái búp à? À hãy đem bán xong rồi còn người đi người sao chè thì người ta lại là khác. Thế này bao nhiêu tiền một cân chè này em? À đây là có mấy chú chó này đi theo tôi từ khách sạn. Thế chè này là em cứ hái lá non à? Làm là biết lá nào là hái? Mình bán được bao nhiêu một cân lá? Hai mấy? 15-16 nghìn. Thế một ngày thì mình hái được khoảng mấy cân? Như hôm nay thì mình hái được khoảng bao nhiêu? Sẽ hái khoảng mấy cân? Chè này cũng bằng như vậy chứ. Thế mình có phải trồng không em? Trồng là mình chăm sóc bằng cách nào? Có phải phân bón? Tự nhiên tự lên. Mình chỉ mua cái giống về mình trồng thôi à? Không phải bón phân hay phun thuốc trừ sâu gì nữa. À để cho thoải đi. Có biết cây này nó khoảng bao nhiêu tuổi không? Cây này thế cái vườn chè này là vườn nhà em à? À từ bố mẹ. Thế thì chè này có hái được suốt ngày không hay là chỉ một tháng hái một lần? Không phải thường xuyên nhỉ. Cái chè hái vào mùa nào thì là ngon nhất? Vụ đầu này họ chuyên làm chè uống. Vụ đầu là đầu năm này. Tháng 1 tháng 2. Cái chè đặt chè đẹp nguyên búp không? À, chè đẹp nguyên búp không? Chè nguyên búp thì chắc là đắt. Thế một cân chè, một cân lá này thì người ta sao được mấy cân chè khô? Mấy cân lá tươi thì được một cân lá khô, chè khô. 3 cân chè được 1 cân. Thế còn gỗ là để sao chè là họ cứ chặt ở trên rừng hay là... Chặt trên rừng họ mua cho cô. À, mỗi củi. Em con chè này đã lấy vợ à? Bao nhiêu tuổi? Sinh năm bao nhiêu? 25 tuổi, ôi trông trẻ nhỉ. Thế vợ trông cũng trẻ nữa. Có con chưa? À đây. Đây cái cây chè, quả chè. Quả chè đây nó nở rồi đúng không? Quả chè mình có làm được gì không? À trồng lại. Rồi, cảm ơn em nhé. Chúc hai vợ chồng hái được nhiều chè. Rồi. À cái bản này là tên là bản gì em nhỉ? Bản Giàng xã gì? Thông Nguyên, bản Giàng xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phi. Thế ở đây ngoài làm chè ra thì còn làm gì không em? À ừ. À đây là một cái cây chè đó. Cây chè này.